Hôm nay Nhi mới cậy một cái mụn ở đây nào đâu. Người cậu bắt của Nhi phải nhạc. Lời á. Bạn Vũ nói bạn Nhi vậy có giá trị hết thôi. Cảm ơn anh Hợp. Cảm ơn anh. Rồi nhẹ khung trời sai vàng đôi đào môi. Tại em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai. Chị có nhớ bên đi Tết đón giao thư cùng chị Hồng á. Thôi xảo à. Xảo à. Em thấy nóng nào cũng lạnh luôn á anh Lĩnh. Mấy năm mùa đông mình có ở Đà Lạt không? Em cảm ơn anh Hợp. Tết năm trước 16 độ. Nay vẫn không phát mọi người. Khỉ nhiều mà.